cũng có thể nấu bia tại nhà. Nấu bia tại nhà thật dễ dàng. Hai phong cách nấu bia bản hiện nay, một đó là bộ kit bia. Đây là cách nấu đơn giản, nhanh chóng nhất cho người mới bắt đầu. Chỉ cần sử dụng những nguyên liệu cô đặc và làm theo đúng công thức là ta đã có bia để uống. All grain là sử dụng bốn nguyên liệu chính: môn, hoa bia, men và nước. Đây là phong cách nấu đầy đủ nhất mà hầu hết những người nấu bia có kinh nghiệm và các nhà máy bia chuyên nghiệp lựa chọn để sản xuất ra mẻ bia của mình. Để nấu bia thủ công tại nhà, ban đầu bạn có thể tận dụng một số dụng cụ có sẵn ở nhà như nồi lớn, bếp ga, lưới lọc. Tất nhiên, nó sẽ khó kiểm soát được mức độ ổn định về nhiệt độ và thời gian đun sôi. Những tay mơ nấu bia, em Hạnh đề xuất mình có thể sử dụng nồi nấu all-in-one. Tất cả quy trình trong một thiết bị có set chế độ nấu, kiểm soát được các mẻ bia ra ổn định. Từ từ em Hạnh sẽ chia sẻ về nấu bia thủ công tại nhà. Anh chị quan tâm để lại bình luận ở phía dưới nhé.